Alo alo, xin chào mừng các bạn đến với Arena 30 ngày qua. Và mình là Tấn Phát, một chiếc nhân vật sẽ đồng hành cùng các bạn trong suốt hành trình khám phá từng ngõ ngách cũng như là các hoạt động nổi bật của Arena Multimedia trong 30 ngày qua. Tháng 6 tại Arena Multimedia có rất là nhiều những hoạt động siêu bổ ích, siêu hấp dẫn. Từ những hoạt động học thuật cho đến những sự chiêu chiêu trên nền trời lãng mạn của thành phố Sài Gòn. Yay! Và không để các bạn chờ lâu nữa, hãy cùng Phát khám phá ngay những hoạt động siêu bổ ích trong tháng 6 vừa qua nhé! Vào ngày 7 tháng 6 vừa qua, Arena Multimedia đã tổ chức thành công sự kiện Exhibition and Project Evaluation. Đây là buổi triển lãm kết hợp bảo vệ đồ án học kỳ 1 Graphic Design có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Tham gia vào 3 ca bảo vệ đồ án là 21 nhóm học viên, các thầy cô nằm trong hội đồng ban giám khảo và sự góp mặt của các đại diện doanh nghiệp tiến tân trong ngành như Dream Production and Richard Moore Associates. Sự kiện đã gây ấn tượng mạnh mẽ và để lại nhiều cảm xúc trong lòng của người tham dự bởi công tác chuẩn bị đầy chỉnh chu cũng như sự tâm huyết mà các học viên đã đặt vào những đứa con tinh thần của mình. Ngoài ra, sự kiện Exhibition and Project Evaluation còn được phát sóng trên HTV9 và VTC1 nữa đó. Và bây giờ, hãy cùng Phát tạm biệt thành phố Hồ Chí Minh để cầm tấm vé trên tay Phát bay đến Hà Nội tham dự một workshop siêu bổ ích, siêu thú vị của họa sĩ Đỗ Hiệp. Đó chính là workshop Cảm thụ màu sắc diễn ra vào ngày 7 tháng 6 vừa qua tại Arena Multimedia Phạm Văn Bạch. Bằng kinh nghiệm đúc kết sau rất nhiều năm trau dồi cọ vẽ, anh đã mang đến nhiều kiến thức bổ ích, giúp các bạn trẻ hình dung rõ ràng hơn về ý nghĩa của màu sắc trong cuộc sống nói chung và những lĩnh vực nghệ thuật nói riêng, đặc biệt là Multimedia Design. Hành trình tìm ra quán quân cho mùa giải Arena Esports Championship 2022 Battle of the Elites đã chính thức khép lại với chiến thắng gọi tên Meo Meo, đại diện đến từ Học viện Mark. Các đội thi đã có những giây phút siêu căng thẳng. Là đại diện duy nhất của Học viện Mark, Meo Meo đã có hai lượt trận máu lửa để mang cúp quán quân về cho đội của mình, chiến thắng chung cuộc 3-2. Và rồi kết quả chung cuộc của Arena Esports Championship 2022 chính thức như sau. Giải quán quân chính thức thuộc về Meo Meo đến từ Học viện Mark. Giải áo quân chính thức thuộc về đội Genji đến từ Arena Multimedia. Và cuối cùng, hạng 3 xin chính thức thuộc về Gạt Giò đến từ Arena Multimedia. Và bây giờ hãy cùng Phát nhảy một bước nhảy thời gian, thay đổi không gian, thời gian đến với sự kiện Be Your Color, Me Color Creativity ngay bây giờ nhé, nhảy thôi. Tối ngày 17 tháng 6, sự kiện talk show Be Your Colors, Me Colors Creativity do Arena Multimedia tổ chức với sự tham gia của Associate Creative Director Tạ Quốc Kỳ Nam và cựu học viên Trần Nguyễn Trâm Anh, top 4 So You Think You Can Dance 2015 đã diễn ra thành công tốt đẹp trong không gian tràn đầy cảm hứng ngắm nhìn toàn cảnh Sài Gòn về đêm trên tầng thượng 15, Chill Garden Lounge. Buổi workshop hôm nay thì nó rất là mang ý nghĩa về cho cộng đồng LGBT nói chung và những bạn trẻ có ngành đam mê sáng tạo nói riêng nữa. Và em cảm thấy cái buổi workshop này khá là ý nghĩa và giống như là mang đến cho tụi em giống như là những một số bài học nè về sáng tạo là gì, rồi có thể dám thể hiện chính mình mà từ đó đến giờ cộng đồng LGBT chưa bao giờ dám nói ra. Cuộc sống nó dễ chịu với các bạn và các bạn tìm được cộng đồng của mình, các bạn tìm một cái vòng tròn xã hội mà những người yêu thương và họ hiểu về các bạn. Anh rất là hy vọng chuyện đó. Nhưng nếu như không may các bạn chưa tìm được chuyện đó thì hy vọng là các bạn sẽ không mất niềm tin và không cảm thấy mình lạc lõng và cô đơn, bởi vì rất là nhiều những người ngoài kia cũng đang có cảm giác như vậy và cũng họ cũng đang có vẻ là họ đang tìm tới các bạn đó. Và anh rất là mong là cái sự may mắn của anh đã có được trong cái hành trình của anh, nó là cái mà các bạn cũng sẽ nhận được và có thể sẽ nhận được nhiều hơn nữa. Hơn 60 bạn trẻ yêu sáng tạo đã có những giây phút nghe chuyện thật chiêu, đồng thời được cung cấp những kiến thức bổ ích và có thêm những góc nhìn đa chiều về thế giới sáng tạo rộng lớn. Với thông điệp khuyến khích, ủng hộ các bạn trẻ sống thật với chính mình, ghi dấu ấn màu sắc riêng trên bản đồ của ngành sáng tạo, Arena Multimedia mang đến học bổng cầu vồng như một món quà nhằm tiếp thêm động lực, giúp các bạn trong cộng đồng LGBTQ+ mạnh dạn theo đuổi đam mê. Ra đời trong tháng tự hào, Pride Month, thời gian đặc biệt đối với team lục sắc,
học bổng cầu vồng càng tăng thêm phần ý nghĩa để tôn vinh sự đa dạng giới và thể hiện niềm tự hào vì được là chính mình của những bạn trẻ thuộc cộng đồng LGBTQ+. U là trời, ngoài những cơn mưa xỉu úp xỉu đa khiến mình phải lay hoay và băn khoăn thì tháng 6 vừa qua tại Arena Multimedia có quá nhiều những hoạt động bổ ích và hấp dẫn đúng không cả nhà? Chắc chắn rằng trong tháng 7 tới sẽ còn rất là nhiều điều thú vị đang chờ bạn. Và hãy cùng Phát theo dõi những thông tin bổ ích tại fanpage Arena Multimedia cũng như là like và subscribe kênh YouTube của Arena Multimedia nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong số Arena 30 ngày qua của tháng 7 kỳ tới nhé. Bye bye.